triệu lệ dĩnh thất vọng vì bị lâm canh tân lạnh nhạt liền được một người lên tiếng bảo vệ sức hút của Dữ phượng hành khiến mọi chủ đề xoay quanh bộ phim và cặp diễn viên chính lâm canh tân triệu lệ dĩnh đều được khán giả quan tâm mặc dù đã kết thúc hành trình lên sóng sau hơn một tháng ra bắt khán giả phim vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng vì tin đồn hẹn hò của lâm canh tân vừa nổ ra gần đây ngày 11 tháng 4 vừa qua nam diễn viên lâm canh tân đã chính thức đăng quay bô tạm việc phim giữ phượng hành trong bài đăng Lâm Canh Tân có viết lời cảm ơn tới bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh với nội dung chính là cảm giác vinh dự khi được tái hợp cùng đa dị. Tuy nhiên, hiện tại fans của cặp đôi lại cho rằng lời nói của Lâm Canh Tân quá khách sáo và lạnh nhạt hơn bình thường. Nhiều người còn suy đoán lý do đằng sau động thái này là sự việc sáng ngày 11 tháng 4, blogger đã bất ngờ tung hình ảnh Lâm Canh Tân hẹn hò với bạn gái khiến cho fan cấp bộ buồn nổ thất vọng. Hàng loạt thành tích khủng của Diễu Phượng Hành đã giúp Lâm Canh Tân trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong khoảng thời gian này hành động này của nam diễn viên hiện đang thu về nhiều phản hồi tiêu cực nhiều người chỉ trích lâm canh tân ăn cháo đá bát vừa hôm trước vẫn còn thể hiện sự tôn trọng với đàn chị nhưng hôm sau đã thay đổi thái độ hoàn toàn ngay sau đó không lâu nữ diễn viên thủ phai kim lương tử đã chính thức lên tiếng cảm ơn và ca ngợi sự cao thượng của triệu lệ dĩnh cô chia sẻ tôi thật may mắn lời đề nghị của triệu lệ dĩnh cùng với sự chứng thực của công ty quản lý tân lệ của tôi khiến vai trò của tôi dường như được thể hiện ra một cách tự nhiên nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự nỗ lực chung của nhiều người. Tôi không thể diễn tả được sự xúc động của mình cũng như không thể chỉ nói lời cảm ơn. Bài đăng tung tin Lâm Canh Tân đang hẹn hò cùng bạn gái sở in ngứa hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng bạn trên Weibo với hàng nghìn lượt người bình luận. Trong đó, một số khán giả tỏ ra không hài lòng cho rằng nam diễn viên thiếu chuyên nghiệp khi hẹn hò bạn gái trong lúc đang quảng bá phim. Hành động này thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhanh tiếng của đoàn phim và bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh, nhất là khi cặp đôi thẩm ly, hành chỉ, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đang được khán giả quan tâm và tích cực đẩy thuyền.